Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ô nhiễm bèo Tây, rác thải, các con sông trên địa bàn đang ngày một trở nên nghiêm trọng, gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái tự nhiên, sức khỏe con người và cảnh quan. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 và tháng hành động vì môi trường, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện nhiều hoạt động tại các địa phương cơ sở trên địa bàn như ra quân vượt bèo Tây, xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý các điểm đen về môi trường để chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch và sáng. Bèo Tây còn gọi là lục bình, bèo Nhật Bản sinh sôi phủ kín nhiều con sông ở tỉnh Thừa Thiên Huế, gây nên tình trạng ô nhiễm và ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương. Tại địa bàn thành phố Huế, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền có những thời điểm bèo phủ kín. Cùng với bèo, rác thải, bao bì do người dân sinh sống dọc hai bên sông xả xuống gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, cảnh quan đô thị, sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, việc thu gom rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa trên sông và đầm phá là giải pháp nhằm giảm ô nhiễm do lượng rác thải phát sinh ra môi trường. Thời gian qua, người dân thành phố Huế nỗ lực thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là mô hình tổ cựu chiến binh Thuận An vượt bèo rác trên sông Cổ Nời và tại biển Thuận An. Hàng tuần thì hội sẽ tổ chức ra quân để thu gom rác thải nhựa cũng như là bèo trên sông Cổ Nời này. Thì cũng như là các mô hình của các khối đoàn thể thì hiện nay tổ chức thường xuyên theo kế hoạch của từng đoàn thể. Trước tình trạng bèo Tây phát triển làm nghèn cả con sông, ngành tài nguyên và môi trường từ tỉnh đến cơ sở cùng với các ngành đơn vị địa phương liên quan trong thời gian qua đã tập trung vượt bèo trên sông Hương, trong đô thị, khu vực ô nhiễm trong khu dân cư, gần cả công trình cầu cống và cả công trình cửa sông. Cả khu vực có nguy cơ gây ùn ứ, ảnh hưởng thủy lợi, nông nghiệp. Để trả lại sự thông thoáng cho các dòng sông được sạch nhằm đảm bảo môi trường và cảnh quan du lịch, phát triển nông nghiệp. Không dừng lại ở đó, hoạt động ra quân vượt bèo Tây, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải được tiếp tục triển khai thực hiện một cách tích cực, quyết liệt trong các hoạt động lồng ghép vào ngày Chủ nhật xanh và đặc biệt trong Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 và tháng hành động vì môi trường. Để giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường và hạn chế phát sinh bèo trên địa bàn, về biện pháp nhanh và phổ biến hiện nay đó là thường xuyên triển khai vượt bèo Tây đồng bộ giữa các địa phương. Ngoài ra cần tiến hành nạo vét sông, hói, ao hồ bị bồi lấp ô nhiễm nhằm tạo dòng chảy thông thoáng, tránh tu đồng làm bèo phát triển. Không chỉ thực hiện các hoạt động trong Ngày Môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường mà Sở Tài nguyên Môi trường và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các địa phương, các lực lượng vũ trang tổ chức hoạt động ra quân đồng loạt vào sáng nhật hàng tuần nhằm xử lý bèo lục bình cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường khác. Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2024 được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP phát động với chủ đề phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới. Hưởng ứng phát động năm nay, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải tại các điểm đen, điểm nhếch nhác rác thải, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị di sản văn hóa, sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh, với nhiều hình thức nội dung phong phú đa dạng. Sau các hoạt động như thế này thì họ đã có một phần cải thiện nhưng vẫn còn một ít, nên em nghĩ là để triệt để thì chúng ta cũng cần có nên một số giải pháp, nên là chúng ta nên tuyên truyền vận động bà con giảm thiểu rác thải nhựa cũng như là bố trí các điểm phân loại rác thích hợp để coi bà con có thể phân loại rác tại nguồn, tránh việc thải rác thải nhựa ra ngoài vùng môi trường. Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phối hợp với tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức lễ meeting, triển khai các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, vượt bèo lục bình tại các tuyến sông, thu gom rác thải tại các điểm đen, điểm tập kết rác thải không đúng quy định, đồng thời làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, phát quang bụi rậm, tổ chức trồng cây xanh ở nhiều khu vực, lồng ghép các hoạt động như ra mắt đội thanh niên tình nguyện bảo vệ dòng sông, phát động cuộc thi thử thách làm cho thế giới sạch hơn với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, góp phần chúng ta xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Không chỉ thực hiện các hoạt động trong Ngày Môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường, mà ngành tài nguyên và môi trường tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động ra quân đồng loạt hàng tuần vào sáng chủ nhật đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường, vượt bèo, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm, vệ sinh bờ biển, bóc tách quảng cáo rao vặt không đúng quy định, lập lại trật tự vỉa hè, lề đường, tổ chức trồng cây xanh ở nhiều khu vực, góp phần chung tay xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố xanh, sạch sáng, thân thiện với môi trường.